Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Jodipan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguyễn Thị Kim Ngân sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1954, là nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện là Chủ tịch Quốc hội thứ 8 và đương nhiệm Quốc Đức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam, bà là nữ chính khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ các chức vụ này. Bà còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Bà từng là Phó Chủ tịch Quốc hội năm 2011 đến năm 2016, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2007 đến năm 2011, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương năm 2002 đến năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre năm 1991 đến năm 1995. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Về thân thế, bà sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Mẹ của bà tên là Nguyễn Thị Sang, mất năm 2006, tên thường gọi là Má Sáu, là cơ sở bí mật của cách mạng tỉnh Bến Tre. Trước năm 1975, song thân của bà đều hoạt động trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, do đó mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bà hiện cư trú ở nhà A3, ngõ 130, Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Về giáo dục, cử nhân chuyên ngành tài chính, ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Năm 1973, bà lên Sài Gòn theo học trường Đại học Văn hóa Sài Gòn. Tuy nhiên, việc học của bà bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam. Bà cũng theo học chương trình Đại học Tài chính, nay là Học viện Tài chính, đến Học viện Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng. Bà được trao bằng tiến sĩ danh dự chính trị học của trường Đại học Quốc gia Kupong, một trường đại học có uy tín vị thế lớn tại Hàn Quốc. Về sự nghiệp, tháng 8 năm 1975, bà vào làm nhân viên văn phòng Ban Kinh tài khu 8. Sau khi Việt Nam thống nhất, bà chuyển sang làm tại văn phòng Ty Tài chính Bến Tre, sau là Sở Tài chính Bến Tre, bắt đầu sự nghiệp hoạt động trong ngành tài chính. Bà thăng dần từ cấp bậc chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, quyền giám đốc và chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính Bến Tre vào tháng 10 năm 1991. Đến tháng 4 năm 1995, bà được điều về Trung ương và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 2 năm 2006, bà được điều chuyển trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, được điều sang làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại. Tháng 5 năm 2007, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 8 năm 2007, bà được đề cử và được phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và giữ chức vụ này cho tới tháng 7 năm 2011. Một trong những sự kiện bà Kim Ngân để lại dấu ấn khi làm Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cuộc giải cứu các lao động Việt Nam tại Libya vào năm 2011. Tháng 5 năm 2011, bà tái đắc cử vị trí đại biểu Quốc hội khóa 13. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, bà được bầu và được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam. Bà trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ các cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhận chức theo quy định của Hiến pháp 2013. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ, gồm quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, huyện Phong Điền với tỷ lệ 91,46% phiếu thuận, cao nhất thành phố này. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, bà có tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Khanh, huyện Phong Điền và phường An Bình, quận Ninh Kiều để lấy ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14.
Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14 với tỷ lệ 483 trên 489 phiếu thuận, tổng 490 phiếu, 1 phiếu không hợp lệ. Trong nhiệm kỳ của bà, Quốc hội Việt Nam có điểm mới về hình thức hoạt động là chuyển từ tham luận sang tranh luận. Về hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 12 năm 1981 và trở thành đảng viên chính thức một năm sau đó. Tháng 4 năm 2001, bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, nhiệm kỳ 2001-2016. Đến tháng 9 năm 2002, bà được điều sang làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Bà Kim Ngân là phụ nữ duy nhất trong cả nước vào thời điểm đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và cũng là người phụ nữ duy nhất nắm quyền điều hành cao nhất của tỉnh Hải Dương kể từ trước đến nay. Tháng 4 năm 2006, bà tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, nhiệm kỳ 2006-2011. Tháng 1 năm 2011, bà một lần nữa tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 11, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, bà vẫn được tiếp tục bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tại kỳ đại hội này, bà cũng được đề cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Về gia đình, bà Ngân có hai người con, trong đó có Nguyễn Đức Phương, hiện là kỹ sư xây dựng. Người em của Phương là Nguyễn Thành Phong, một phóng viên. Về nhìn nhận, theo nhận xét của nhiều người, bà là người gần gũi, bình dị, một nữ chính trị gia cao cấp, sở hữu vẻ đẹp, sắc sảo, mang đậm nét phúc hậu của con người Việt Nam. Đầu năm 2016, tạp chí Forbes bình luận, bà là người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam trong danh sách 20 phụ nữ khi đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội được dư luận đánh giá cao. Các ý kiến cho rằng điều đó chứng tỏ có sự thay đổi. Dù khởi đầu có chủ trương cao, đề cao vai trò của người phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý và chủ trương tăng số đại biểu nữ lên 30% để hội nhập thế giới, nam nữ bình quyền giới tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thank you.